tôi say, làm tôi khát khao, trao nhau tin yêu ngọt ngào. Sao đôi ta cứ hoài ngập ngừng khi đôi tim dùng tiếng yêu thương. Đừng ngại chi vì từ bấy lâu lòng thầm mơ được sánh đôi. Dẫu có nắng hay mưa mai sau, dòng đời cuốn xoay lắm lúc đôi ta giận hờn mang bao lỗi lầm. Dù mai sau mình ra nua thì tình anh vẫn mãi mãi không đổi rời. Sẽ mãi chia chở cho em một đời về sau, mãi vẫn tin cho em một bờ vai ấm êm. Khi em yêu lòng, khi em mỏi mệt, anh vẫn mãi mãi không đổi rời. Bác cùng anh em bạn bè nam hữu nam nữ thanh niên, trước tiên thay mặt gia đình họ nhà trai, tôi xin cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của gia đình họ nhà gái. Tôi xin chúc sức khỏe cụ ông cụ bà cô dì chú bác anh chị em nam nữ thanh niên, lời chúc sức khỏe an lành hạnh phúc. Qua thời gian quen biết, tìm hiểu và vun đắp cho tình bạn, tình cảm được vun đắp cho tình yêu. Hai cháu Lập và cháu Quỳnh muốn về chung một nhà để nên vợ thành chồng. Hôm nay ngày lành tháng tốt, gia đình họ nhà trai chúng tôi có mâm sính lễ về ra mắt cùng họ nhà gái. Họ nhà trai chúng tôi mong muốn họ nhà gái chấp thuận cháu Lập là con rể, cháu rể của họ nhà gái, và cháu Quỳnh là con dâu, cháu dâu của họ nhà trai chúng tôi. Họ nhà trai chúng tôi mong muốn họ nhà gái chấp thuận sính lễ để hai con được nên duyên hạnh phúc. Cảm ơn. Xin chào các cụ ông cụ bà bên họ nhà trai. Gia đình chúng tôi hôm nay thì cũng đại diện cho bên họ nhà gái, thì coi như là lời đầu tiên xin chúc sức khỏe các cụ ông cụ bà, rồi là các anh chị cô dì chú bác bên họ nhà trai luôn mạnh khỏe. Thứ hai nữa là thì hôm nay cũng là ngày lành tháng tốt, thì coi như là được sự nhất trí của tìm hiểu của hai cháu và được sự nhất trí của hai bên cha mẹ, thì hôm nay cũng là cũng ngày lễ là thánh lễ nạp tài, tức là để ngày mai ngày kia tức là để cho cháu Quỳnh về làm dâu bên họ nhà trai. Thì để mong các ông các bà thì trước hết thì cũng có gì là bên họ nhà trai có gì thiếu sót thì cũng xin bên cụ ông cụ bà cô dì chú bác bên họ nhà trai là hết sức thông cảm. Thì bây giờ thì trước hết thì cũng xin chúc tất cả các cụ ông cụ bà và anh các chị và cô dì chú bác coi như là bên họ nhà trai mạnh khỏe. Tức là tiếp theo chương trình thì lễ nạp tài thì bên họ nhà gái sẽ báo cáo, thì chúng tôi xin báo cáo với các ông các bà thế này. Thì bây giờ thì trong nhà thì nó cũng hơi chật, coi như là ta ngồi đây uống nước ăn chầu, thì là các ông các bà như là bàn giao lễ thì là chúng tôi sẽ nhận là sẽ đưa vào trong cho các cháu được thắp nhang. Thì có gì là đến xin các ông các bà. Thank you.
cô đơn bơ vơ bao lâu rồi ai đâu hay. Ngày cứ thế trôi qua miên man riêng anh một mình nơi đây. Những phút giây trôi qua tầm tay, chờ một ai đó đến bên anh lặng nghe những tâm tư nồng. Là tia nắng ấm, là em đến bên anh cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua, nhẹ nhàng xóa đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi anh. Phút giây anh mong đến tình yêu ấy, giờ đây là em, người anh mơ ước bao đêm. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Nắng trong anh không xa rời. Mình đi dẫn lối, ngày sau có em luôn bên anh trên con đường ta chung đôi. Niềm hạnh phúc như trong cơn mơ chưa bao giờ anh nghĩ tới. Phút giây ta trao nhau tình yêu ấy, giờ đây là em, người anh sẽ mãi không quên. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Khi kiếm đâu cô tích trên đời, thật là điều may mắn nếu như có người cầm tay bước đi đến cuối con đường bao giờ thì sẽ tới. Dẫu anh không là trang hoàng tử mà em đắm say, chỉ là gian đơn thôi như hình hài anh lúc này, anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa đêm nhớ đêm này. Điều anh muốn là luôn thấy em cười, chẳng cần phải lo lắng vì anh ở đây rồi, để anh che chở em hết quãng đường ngày sau nhé. Ngày đầu tiên cùng nhau sống suốt đời, cùng nhìn về phía trước cầm tay mãi.
chẳng xa xôi đâu, chỉ cần ta cùng nhau đến khi bạc đầu. Dù mai sau nhiều điều làm ta lo âu. Yes I know, yes I know. Dẫu anh không là chàng hoàng tử mà em đắm say, chỉ là gian đơn thôi như hình hài anh nốt nay. Anh vẫn muốn... Thưa quý vị thân mến, nếu cuộc sống là một bản tình ca thì mỗi ngày trôi qua như một trang nhật ký. Có thể nói đối với tất cả chúng ta, ngày hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác. Nhưng đối với chú rể Văn Lộc và cô dâu Như Quỳnh là một ngày đặc biệt quan trọng, ngày của tình yêu lên ngôi, khắc ghi dấu ấn hạnh phúc của chính mình. Hôm nay ngày đẹp tuyệt vời, cỏ cây hoa lá, đất trời trao nghiêng, ngập ngừng giây phút hàn huyên, lương duyên đã thắm, tình thêm màn nồng. Đồng cảm sẻ chia với nhau từ những ngày đầu tiên gặp gỡ, chú rể Văn Lộc và cô dâu Như Quỳnh đã đến bên nhau trao lời hẹn ước và trải qua với những cung bậc cảm xúc, những nghi lễ ăn hỏi nạp tài vu quy đã được diễn ra một cách trang trọng, thành công tốt đẹp tại tư gia họ gia đình nhà gái. Cô dâu và chú rể đã trở về với họ gia đình nhà trai trước chúng ta. Trước tiên đó là xin phép mẹ cha thắp nén hương thơm kính táo tổ đường, một trong những nét đẹp văn hóa truyền thống của con người Việt Nam chúng ta. Bởi vì người ta có tổ có tông, như cây có cội như sông có nguồn. Cây có cội thì mới nảy cảnh xanh lá, nước có nguồn thì mới có bể cạn sông sâu. Và giờ phút này đây, chú rể và cô dâu, hai nhân vật đẹp nhất, hạnh phúc nhất, chú rể Văn Lộc và cô dâu Như Quỳnh đã chính thức hiện diện tại phía sân khấu chính tình yêu của gia đình nhà trai chúng ta. Xin mời chú rể và cô dâu hãy cùng nhẹ nhàng thời thân đứng dậy, cùng nắm chặt tay nhau và nở một nụ cười thật mãn nguyện để ra mắt tới toàn thể quý vị. Xin mời. Kính thưa quý vị thân mến, đáng lẽ ngày hôm nay chú rể Văn Lộc và cô dâu Như Quỳnh sẽ đi từng bàn tiệc để rót nước và trả mời từng người, để thay cho những lời cảm ơn tri ân sâu sắc nhất tới toàn thể quý vị. Nhưng vì điều kiện đường đi lối lại cũng như là thời gian không cho phép chú rể và cô dâu được tự gửi tới quý vị một cái cú chào để thay cho ngàn lời cảm ơn sâu sắc. 1, 2, 3, xin mời. Và trong thời gian này chúng tôi xin được trân trọng tuyên bố đại lễ thành hôn của chú rể Văn Lộc và cô dâu Như Quỳnh xin được chính thức bắt đầu. 100% của quý vị để chúc mừng nào. Xin được cảm ơn quý vị rất là nhiều. Kính thưa quý vị thân mến, qua trong thì phải có bến có đò, ngày vui hạnh phúc thì phải dặn dò đôi ba câu. Và ngày hôm nay, ngày hạnh phúc của chú rể và cô dâu, hai bên gia đình chúng ta cũng có ý kiến phát biểu, chia sẻ cảm xúc trước hôn trường. Xin mời bác đại diện họ gia đình nhà trai, bác đại diện họ gia đình nhà gái hãy cùng khởi thân đứng dậy trở về phía sân khấu chính để có ý kiến phát biểu, chia sẻ cảm xúc trong ngày hạnh phúc của chú rể và cô dâu trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin mời. Thân mến, hiện diện trên sân khấu ngay lúc này đây đó là chú rể và cô dâu cùng với hai bác đại diện hai bên gia đình. Giờ phút này đây, thay lời cho vị chủ nhà mến khách, xin được kính mời bác đại diện họ gia đình nhà gái sẽ có ý kiến phát biểu, chia sẻ cảm xúc trước hôn trường. Xin mời. Kính thưa bà con hai họ, kính thưa tất cả các anh chị em bạn bè thanh niên của cháu Quỳnh và cháu Lập, hôm nay là ngày lành tháng tốt. Cháu Quỳnh cái này là thực tế là con dâu của bên họ nhà trai, của ông bà nhà trai. Thì tôi cũng đại diện cho bên nhà gái thì cũng không biết nói gì hơn. Trước hết là xin chân thành cảm ơn tới các ông, các bà, anh chị trong gia đình bên họ nhà trai đón tiếp chúng tôi rất là nồng nhiệt và vui vẻ. Thứ hai nữa thì cũng không biết nói gì hơn nữa, thì cũng xin bây giờ năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến thì cũng xin kính chúc các cụ ông, cụ bà, cô dì, chú bác, anh chị em bên họ nhà trai là một năm mới là mạnh khỏe, vui vẻ. Rồi là để cho con cháu thì bây giờ thì cũng xin các cụ ông, cụ bà bây giờ nói lớn rồi nhưng mà là chưa biết ăn biết nói, là học ăn học nói, học gói học mở, có gì là xin các ông nội bà nội rồi ông cụ bà cụ về anh em trong gia đình và rồi cũng như là làng xóm thì cũng dạy bảo con cháu
thì bây giờ chúng tôi thì bây giờ trách nhiệm cả hai bên, nhưng bây giờ chủ yếu là cháu nó ăn ở với các ông các bà bên họ nhà trai, tôi thì cũng chả biết nói gì hơn, tôi thì cũng xin chúc hôn trường và chúc tất cả các cụ ông cụ bà, các ông các bà rồi là các cô dì chú bác anh em trong họ nhà trai và bên toàn hôn trường rất là mạnh khỏe. Xin cảm ơn. Xin được cảm ơn những lời phát biểu chia sẻ cảm xúc rất là chân tình đến từ bác đại diện họ gia đình nhà gái, và để đáp lại điều đó thì xin mời bác đại diện họ gia đình nhà trai sẽ có ý kiến phát biểu chia sẻ cảm xúc trước hội trường. Xin mời bác. Kính thưa cụ ông, cụ bà, cô dì, chú bác cùng anh chị em nam nữ của hai cháu, hôm nay tôi đại diện cho gia đình hội nhà trai xin có đôi lời. Cháu Quỳnh và cháu Lộc sau thời gian quen biết, tìm hiểu và yêu thương cũng như sự cứu bén của hai gia đình và sự đồng ý của chính quyền địa phương, cho đến hôm nay hai cháu cháu Lộc và cháu Quỳnh chính thức lên vợ thành chồng. Hôm nay ngày đẹp tháng tốt, hai họ hai gia đình tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Thay mặt cho phái đoàn họ nhà trai, tôi xin cảm ơn sự hiện diện của quý vị đã bớt chút thời gian và về chung vui hạnh phúc cùng hai gia đình hai họ và chúc phúc hạnh phúc cho hai cháu. Kính thưa hội trường, được sự ủy quyền của cụ ông cụ bà cũng như gia đình ông Lịch bà Tứ, tôi xin ghi nhận cháu Quỳnh là con dâu của gia đình ông Lịch bà Tứ và là cháu dâu bên trong dòng họ bên nội của gia đình bên nội, và xin trao cháu Lập là con rể, là cháu rể cho gia đình bên họ ngoại. Và tôi xin mong muốn hai họ hai gia đình cùng bạn bè người thân quan tâm giúp chia sẻ vun vén cho hạnh phúc của hai cháu được trăm năm hạnh phúc. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn những lời phát biểu rất là chân tình đến từ hai bác đại diện đến từ hai bên gia đình. Và một lần nữa xin được cảm ơn những lời phát biểu của hai bác rất là nhiều. Chúc cho hai bác sẽ luôn luôn thật nhiều sức khỏe, sẽ luôn luôn là những người cha ông đi trước, có kinh nghiệm sống hơn trong cuộc sống hôn nhân hạnh phúc gia đình, để chỉ cho các con, các cháu có một cuộc sống ấm no hạnh phúc đủ đầy. Và giờ phút này đây xin mời hai bác hãy cùng dành cho nhau một cái bắt tay thật thân mật trước sự chứng kiến của tất cả mọi người đấy ạ. Và quý vị ơi, xin mời quý vị hãy một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho khoảnh khắc yêu thương này đấy ạ. Xin chúc cho hai bên gia đình chúng ta thắm chặt tình thông gia ngày thêm bền vững. Giờ phút này đây xin mời chú rể và cô dâu sẽ cùng trao cho nhau chiếc cặp vòng nhẫn cưới, kỷ vật thiêng liêng của ngày hạnh phúc chung đôi. Xin mời. Kính thưa quý vị thân mến, chiếc nhẫn biểu tượng của hình tròn, một biểu tượng hình tròn không có điểm đầu cũng không có điểm kết thúc. Nó tượng trưng cho tình yêu đôi lứa, nó tượng trưng cho tình yêu của chú rể Văn Lộc và cô dâu Như Quỳnh. Và khi chiếc nhẫn được chú rể và cô dâu trao cho nhau, điều đó muốn nói rằng anh muốn sống bên em đến trọn cuộc đời này. Và dù thế giới này có vật đủ sao rời thì tình anh và em mãi trao nhau mà thôi. Và giờ phút này xin mời chú rể hãy cầm tay vừa đeo chiếc nhẫn người vợ mình lên ạ. Và hãy đặt vào đó một nụ hôn thật ấm áp và nói cảm ơn em đã đến bên anh trong cuộc đời này. Một tràng pháo tay của quý vị để chúc mừng cho khoảnh khắc yêu thương này đã. Xin được cảm ơn quý vị rất là nhiều. Thưa quý vị thân mến, yêu là cùng nhau nhìn về một hướng, cùng nhau chia sẻ những ưu tư trong cuộc sống này. Và ngày hôm nay chú rể và cô dâu họ sẽ cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, và trong ngày hạnh phúc chung đôi không thể thiếu được hương vị ngọt ngào của bánh kem. Xin mời chú rể và cô dâu hãy tiến về phía tháp bánh
để cùng chung tay chia sẻ những chiếc bánh cưới tròn trịa và ngọt ngào. Xin mời. Xin mời chú rể và cô dâu hãy cầm sao các bánh lên đây ạ. Thân mến, thương nhau chiếc bánh sẻ đôi, đồng tâm và khổ trọn đời bên nhau, cùng nhau bước đến mai sau, thủy chung trọn vẹn nghĩa tình phu thê. Và bên cạnh những hương vị ngọt ngào của bánh cưới, không thể thiếu được những hương vị nồng nàn yêu thương của rượu hồng. Xin mời chú rể và cô dâu hãy tiến về phía tháp ly để cùng khai rượu hồng mừng ngày hạnh phúc. Chú rể và cô dâu hãy đến với chai rượu đầu tiên đi ạ. Và trước khi sử dụng chúng ta cần phải bóc tem ạ. Xin mời chú rể hãy bóc tem đi ạ. Rồi xin mời chú rể hãy mở khóa. Xin mời chú rể hãy đưa chai rượu lên trời ạ. Và hãy bật nắp chai rượu đấy ạ. Thưa quý vị thân mến, tiếng nổ càng to để khơi nguồn cho ngày hạnh phúc, báo hiệu rằng ngày hạnh phúc chung đôi của chú rể Văn Lộc và cô dâu Như Quỳnh. Và thưa quý vị thân mến, đủ nắng hoa sẽ nở, đủ gió mây sẽ bay, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đồng đầy. Và trải qua những khó khăn, thử thách, thăng trầm trong cuộc sống này thì tình yêu của chú rể Văn Lộc và cô dâu Như Quỳnh, họ đã cùng nhau chia sẻ lên những dòng rượu hồng. Và xin mời chú rể và cô dâu đến với chai rượu tiếp theo. Rượu thứ hai, và xin mời chú rể và cô dâu sẽ cùng rót vào hai chiếc ly tại bàn tiệc để lát nữa cô dâu và chú rể sẽ thực hiện nghi thức uống rượu giao bôi, và phần còn lại chú rể và cô dâu sẽ đồng đầy lên tháp ly tiếp ạ. Xin mời chú rể và cô dâu hãy đồng đầy lên tháp ly đi ạ. Thưa quý vị thân mến, rượu có màu đỏ tượng trưng cho nước và mật ngọt. Nước để tưới cho tình yêu ngày càng thêm tươi thắm, mật ngọt để tô điểm cho cuộc sống mai sau. Đây rượu hồng nồng nàn thắm thiết, kết nghĩa phu thê đi suốt cuộc đời, cho lời thề năm xưa hẹn ước, bước chung đường cuộc sống tương lai. Và giờ phút này đây, xin mời chú rể và cô dâu hãy cầm hai chiếc ly của mình lên và trở về phía sân khấu chính tình yêu để thực hiện nghi thức uống rượu giao bôi trước sự chứng kiến sẻ chia của tất cả mọi người. Xin mời chú rể và cô dâu. Quý vị thân mến, và bây giờ là giây phút long trọng nhất, ý nghĩa nhất. Xin mời chú rể và cô dâu hãy cùng cầm ly rượu của mình lên, cùng đan tay nhau và thực hiện nghi thức uống rượu giao bôi sau tiếng đếm của MC. Và quý vị ơi, chúng ta hãy cùng đếm với chúng tôi được không ạ? Chúng ta sẽ đếm 1, 2, 3 và đồng thanh chúc mừng hạnh phúc chú rể và cô dâu được không ạ? Nào, 1, 2, 3, chúc mừng hạnh phúc chú rể Văn Lộc và cô dâu Như Quỳnh. Chúc cho chú rể và cô dâu trăm năm tình viên mãn, bắt đầu nghĩa phu thê.
Thưa quý vị thân mến, và bên cạnh những tình cảm yêu thương của tất cả mọi người trở về đây để chúc mừng hạnh phúc cho chú rể và cô dâu ngày hôm nay, bên cạnh đó hai bên gia đình chúng ta cũng có món quà bằng hiện vật để cùng trao gửi chúc mừng hạnh phúc cho chú rể và cô dâu. Và món quà đầu tiên chúng tôi xin được kính mời từ món quà của bố mẹ thân sinh ra chú rể, xin mời món quà đến từ bố mẹ. Thưa quý vị thân mến, sinh con ra chẳng ngày hàn vi, nuôi con khôn lớn cũng chỉ vì là tương lai. Và những năm tháng tảo tần, cha mẹ nuôi con khôn lớn, mong muốn con cái khôn lớn và trưởng thành. Ngày hôm nay, các con của bố mẹ đã lớn thật rồi, đi xây dựng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc gia đình. Và bố mẹ ngày hôm nay có món quà để chúc mừng cho các con, chúc cho hai con sẽ luôn luôn dìu dắt nhau, chỉ bảo nhau để có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc gia đình thật ấm no đủ đầy. Và thay lời cho hai con, xin được cảm ơn món quà của bố mẹ, chúc cho bố mẹ sẽ luôn luôn sống lâu trăm tuổi. Và thay lời cảm ơn đó, xin mời cô dâu hãy ôm mẹ mình một cái để thay cho ngàn lời cảm ơn sâu sắc. Và quý vị ơi, một tràng pháo tay của quý vị để chúc mừng cho khoảnh khắc yêu thương này. Xin được cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và xin được cảm ơn món quà của bố mẹ. Và sau món quà của mẹ, đó là món quà của em Đắc. Xin mời món quà của em Đắc ạ. Sau món quà của em Đắc là món quà của O Út chú rể ạ. Xin mời O Út chú rể sẽ chuẩn bị món quà của mình. Xin cảm ơn món quà của em rất là nhiều. Xin mời món quà của O Út chú rể ạ. Và sau món quà của O Út chú rể là món quà của em Chiết sẽ chuẩn bị món quà của mình. Xin được cảm ơn món quà của gia đình rất là nhiều. Xin mời món quà đến từ gia đình em Chiết ạ. Món quà của gia đình em Chiết là món quà của em Tiến. Xin mời món quà của em Tiến. Và sau món quà của em Tiến là món quà của anh Hải. Xin được đính chính lại là món quà của anh Tiến và gia đình anh Hải ạ. Xin mời món quà của gia đình anh Tiến và anh Hải ạ, hãy cùng trở về sân khấu đi ạ. Oh,
món quà của bác Thủy ạ. Món quà của anh Tiến ạ. À, xin được cảm ơn món quà của bác rất nhiều. Xin mời món quà của cháu Vũ. Xin mời món quà đến từ cháu Vũ ạ. À, và sau món quà của cháu Vũ là món quà của bà Bác Đại. Món quà đến từ gia đình bà Bác Đại ạ. Trong món quà của bà Bác Đại là món quà của anh chị Cò Dư ạ. Món quà đến từ anh Tăng ạ. Anh Tăng và em trai chú rể ạ. Xin được cảm ơn món quà đến từ họ gia đình nhà trai chúng ta rất là nhiều. Và giờ phút này đây thì bên phía họ gia đình nhà gái cũng có món quà để chúc mừng hạnh phúc cho chú rể và cô dâu. Và món quà đến từ bà nội và bà ngoại. Xin mời bà nội và bà ngoại hãy cùng chuẩn bị sân khấu để có món quà trao gửi cho hai cháu ngày hôm nay. Và trên tay của quan trường thì cập nhật danh sách họ gia đình nhà trai trao quà thì đã hết. Xin mời tất cả quý vị, chúng ta ai trao quà hãy cùng trở về sân khấu để cùng trao quà. Xin mời món quà đến từ gia đình anh chị Quỳnh Thành ạ. Xin mời món quà đến từ gia đình anh chị Quỳnh Thành. Và sau đó là món quà của gia đình anh chị Hải Hải ạ. Xin mời món quà đến từ gia đình anh chị Hải Hải ạ. Và xin mời món quà đến từ cháu Hà và cháu Hiền.
xin được thay lời cho chú rể và cô dâu xin được cảm ơn món quà họ gia đình nhà trai rất là nhiều, và bên cạnh đó họ gia đình nhà gái chúng ta cũng có món quà để cùng chúc mừng hạnh phúc cho chú rể và cô dâu. Xin mời món quà đến từ bà nội và bà ngoại ạ. Thưa quý vị thân mến, ông bà luôn luôn đồng hành cùng với chúng ta trong suốt những tuổi thơ năm tháng. Và ngày hôm nay được chứng kiến khoảnh khắc yêu thương hạnh phúc của các con, những người làm bà, làm ông rất là vui mừng và hạnh phúc. Và ngày hôm nay bà nội và bà ngoại cũng có món quà để chúc mừng cho hai cháu. Và thay lời cho hai cháu, chúc cho hai bà luôn luôn thật nhiều sức khỏe, sống lâu trăm tuổi. Một tràng vỗ tay để cảm ơn hai bà đấy quý vị ơi. Xin được cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và xin mời món quà của gia đình cô Hòa Tuyết ạ. Nồng nào ta uống say một ly nữa, chúc cho duyên tình mãi xanh tươi suốt cuộc đời bên nhau. Sau món quà của gia đình cô Hòa Tuyết là món quà của gia đình chú Bốn Hòa. Sau món quà của gia đình chú Bốn Hòa là món quà của gia đình anh Kỳ Trang ạ. Sau món quà của gia đình anh Kỳ Trang là món quà của em trai Quân. Và sau món quà của em Quân là món quà của Mở Chung Cầu Duyên ạ. Và sau món quà của Mở Chung Cầu Duyên là món quà của gia đình chị Hùng Linh, anh chị Hùng Linh. Mời món quà. Xin mời món quà của dì Nam Thêu ạ. Và sau món quà của dì Nam Thêu là món quà của gia đình Bác Tiễn. Xin mời món quà đến từ gia đình Bác Tiễn. Món quà của gia đình Bác Thiện là món quà của bà Thím Cò Trung ạ. Xin mời món quà của bà Thím Cò Trung ạ. Thưa quý vị thân mến, sống trong bể kim cương không bằng trống trong tình yêu thương của gia đình. Và ngày hôm nay chú rể và cô dâu họ đang được sống trong tình yêu thương của tất cả mọi người, cô dì chú bác, tất cả bạn bè thân hữu đồng nghiệp đã cùng trở về đây để chúc mừng hạnh phúc cho chú rể và cô dâu. Và tuyệt vời hơn thế, đó là những món quà thật sự ý nghĩa đến từ tất cả quý vị. Và thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay âm nhạc sẽ là nhịp cầu kết nối trái tim con người ta xích lại gần nhau hơn. Và âm nhạc sẽ là những bông hoa để tô điểm cho vườn hoa âm nhạc chúc mừng hạnh phúc cho chú rể và cô dâu. Và chắc chắn rồi, đó sẽ là những lời ca tiếng hát mà chú rể và cô dâu mong muốn nhận được. Và món quà đầu tiên, xin mời tiếng hát của em Đắc hãy cùng trở về sân khấu để có các khúc chúc mừng hạnh phúc cho chú rể và cô dâu.
nay là ngày vui của anh chị. Anh chị cho con hạnh phúc. Sớm có cái gì đâu làm gì anh chị nhé. Qua máu đau thương, nắm tay anh cùng ai.
Xin được cảm ơn tiếng hát của em Đắc với ca khúc Hạnh Phúc Cuối Cùng đã cùng vang lên để cùng chúc mừng hạnh phúc cho chú rể và cô dâu. Và kính thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay tất cả quý vị đã cùng trở về đây để cùng chúc mừng hạnh phúc cho chú rể và cô dâu. Một lần nữa xin được thay lời cho chú rể và cô dâu cảm ơn tới tất cả quý vị. Và vì công việc chiều nay cũng còn rất là nhiều, chính vì vậy chương trình mừng lễ thành hôn của chú rể Văn Lộc và cô dâu Như Quỳnh trong buổi trưa ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Một lần nữa xin được thay lời cho chú rể và cô dâu, thay lời cho vị chủ nhà mến khách ở gia đình nhà trai. Xin được cảm ơn tới tất cả quý vị đã cùng trở về đây để cùng chúc mừng hạnh phúc cho chú rể và cô dâu. Và thay lời cho vị chủ nhà mến khách, xin được mời tới họ gia đình nhà trai và nhà gái, chúng ta sẽ ở lại để cùng tham dự bữa cơm thân mật chung vui cùng với họ gia đình nhà trai chúng tôi. Xin chúc gia đình và người thân. Còn bây giờ xin kính chào và tạm biệt. Ngày hôm nay tuyệt vời nhất trên đời vì là ngày đầu tiên mà ta có nhau rồi, và từ nay về sau sống chung trong một thế giới.